Thưa quý vị, 9 tháng năm 2024, toàn tỉnh ghi nhận 36 ca sốt phát ban nghi sởi và 36 ca mắc bệnh sởi rubella, tăng 43 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Nhằm chủ động phòng chống và ứng phó với bệnh sởi, Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu đơn vị liên quan củng cố hoạt động phòng chống bệnh truyền nhiễm trong trường học, chú trọng phát hiện ca bệnh sớm tại nhóm trẻ trường mầm non. Cơ sở khám chữa bệnh chủ động phát hiện các trường hợp sốt phát ban nghi sởi, lấy mẫu huyết thanh gửi về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để xét nghiệm, chẩn đoán bệnh sởi. Đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế thực hiện tốt công tác thu dung, điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng và tử vong.